Em Tổng chào cả Rồi. nhà. Dạ. Rồi. Chào cả nhà nha, chúc cả nhà sức Rồi. khỏe. Rồi. À, chỗ em là khoan cho em vô cái chủ đề đi ăn phở cái đã. Mấy ông Ừ. đi ăn phở là đi ăn phở gì? Phải nói cho rõ ràng chứ tự nhiên vừa mở cửa cho tụi ta mừng quá tụi ta đi ăn phở. Em rất là hoang mang. Không Phải cho phải. rõ ràng. Dạ Rõ phở ràng. bò tái, đúng Phở bò không? tái, phở bò tái, phở Dạ, bò tái. Ừ. phải nói cho rõ ràng chứ tự nhiên cho hồ vừa mở cửa xong tụi ta mừng quá tụi ta đi ăn phở. Nên em cũng thắc mắc. Dạ. Không có đi ăn phở bò, tại vì anh mấy bữa À, nay anh rồi, nghe của anh ok. biết không? Ừ. Rồi anh hỏi chỗ em là chỗ mở cửa đồ anh cầm hen, có cầm hen. Rồi. Tức vậy Dạ, là nói bây chung giờ á. các tiệm quán ăn rồi bây giờ nó có cho người vô ăn không hay là mua Dạ tôi vô mua đi bây giờ. các quán ăn á, các quán ăn á là mua đem về vẫn đứng cách xa 2 mét tự tự À. chứ còn nhận chứ còn địa phương khu phố là người ta không có bắt nha, bắt cầm người À. dân người ta tự tự bảo vệ họ là cho đứng cách xa 2 mét đưa đồ ăn ra. Nhưng mà cái À. cuộc sống á, mình gọi là cái cuộc sống nó phục hồi lại, nói chung là cái thành phố Hồ Chí Minh mình thì cái sự phục hồi nhanh lắm. Em theo như em nghĩ là nhanh mà bây giờ cái lực lượng mà gọi là công nhân á thiếu rất là Ừ. trầm trọng. Bây Đúng giờ rồi có thì một anh số người ta đi về xong á là đúng người rồi ta muốn lên là người ta lên không có được, bởi vì thứ nhất là mấy cái miệt mà vùng lân cận tỉnh rồi đó là cái thực hiện một mũi nó vẫn chưa chưa có, có hoàn chỉnh chưa đủ dạ đúng rồi, nó chưa có hoàn chỉnh lắm. Nên khi mà các nhà xe đó là người ta nói là ai mà thực hiện được một mũi mới được lên xe hoặc hai mũi mới được lên xe. Mà đúng bây rồi. giờ bắt cầm nghĩ đi, nếu mà bây giờ mình chích được một mũi thì tới một tháng sau mình mới chích được một mũi nữa, tháng sau thì gần tới Tết bả luôn rồi. Nên bây Thì giờ người, dạ thiếu trầm nếu mà trọng. ai mà lên á mà ở lại Tết thì người ta có thể lên, còn lên rồi xong mà Tết người ta kéo nhau người ta đi về nữa thì thật sự thì cũng hơi 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 phức tạp cái chỗ đó. Còn cái vấn đề mà thiếu thợ thiếu công nhân đồ ở trong thành phố là hiện giờ trong các khu công nghiệp á theo như em nghĩ là rất là thiếu, thiếu phải là gọi là thiếu trầm trọng á Đúng rồi, đó bác. anh có nghe nói Dạ nguồn tin đó. Thì nghe người thân anh bên Việt Nam nó điện qua, nó hiện giờ những khu công nghiệp, những khu mà như là ở Sóng Thần 1, Sóng Thần 2, Sóng Thần 3 thì công nhân bỏ về quê rất là nhiều. Và người ta kêu gọi những người đó quay lại trở lại làm việc và người ta thưởng cho 3 tháng lương, nó hẳn là vậy luôn. dạ Mà ngược lại bây giờ nó lỡ đi về Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu rồi thì làm sao nó chạy lên trở lại, bởi tao nói khỏi là đó là một cái quyết định sai lầm của những người mà thuộc địa dạng coi như là bỏ phố về quê mà không cái nghe lời, không có, mặc dù là nhà nước rất ư là chu toàn để vấn đề mà đưa đón công nhân về quê, cái chuyện đó là chuyện bình thường rồi. Bây giờ không lẽ nhà nước lại đem mấy chục chiếc xe nữa mỗi tỉnh mỗi ra lại tốn chi phí tốn nhân khoản lại đem ngược cho họ đi trở về thành phố à? Làm gì có cái chuyện bởi đó. Bởi vậy nó bởi khổ, vậy bởi vì nó khổ cái dạ là cho là chỉ có một quyết định sai lầm mà cả ảnh hưởng cả một cái. Bây giờ thì nghe nói ba khu công nghiệp, anh không biết đâu nhưng mà anh chỉ biết là ở khu nghiệp khu ở công Sóng nghiệp Thần, Sóng Thần Sóng nè, Thần khu Bến thôi Tre nè, khu Bến không Tre đó biết, Tân nhưng mà chỉ Tạo có nè, tại vì gia đình của anh ở Sóng Thần thì anh chỉ nói là ở ngay khu công nghiệp Sóng Thần hiện giờ nhiều lắm. công nhân là đang thiếu trầm trọng và người ta gửi đơn lên cái Bộ Thương binh Xã hội để yêu cầu nhà nước Việt Nam giúp đỡ họ để kiếm công nhân luôn, có nghĩa là Đúng, đúng bác. cho nên vì chỗ đó thành ra bây giờ Việt Nam mình là ở ở những khu công nghiệp á là hầu như là công thiếu công nhân trầm trọng. Cái lỗi đó Dạ. là không phải là cái lỗi của nhà nước, mình đi xin nhắc làm điều đó thì tất cả mọi người đều đi coi thời sự hoặc là những chuyện diễn biến những cái lúc gần đây thì đều biết là họ tự ý đi về quê, nhớ kỹ, không ai ép buộc họ đi cả. Và Dạ đúng khi rồi. đúng rồi thì cái điều đó thì mình bây giờ nói thiệt em mà anh không biết làm sao, tại vì mình chỉ người dân thì mình lên mình nói vậy thôi chứ thực chất anh cũng không biết làm sao. Nhưng mà cái điều đó về quê thì đâu có làm thì đương nhiên là không, đâu có ra tiền, trong khi đó ở lại thành phố mình cũng đã nói, nhưng mà thôi kệ, chuyện đã qua rồi Bây giờ mình em khỏi. nói bác cầm nghe nè, em nói bác với mấy anh chị em nghe chỗ đây nè. Bây giờ là những người người ta đi ra đường để người ta đi làm á, hầu như bây giờ người ta đi một cái hình thức em phải dùng cái chữ là tự do. Người ta đi làm rất là tự do, đơn đơn giản là em nè, em đi ra chợ nè, em lại em đi tới nhà người quen, em vẫn đi tự do bình thường. Mình đi tự nhiên mình cảm thấy là mình cảm thấy mình tự tin là mình đã, xin lỗi em xin lỗi tí xíu nha, em có hơi chủ quan cái chỗ là tự nhiên mình tự tin là mình cái dịch đấy nó sẽ không ảnh hưởng, tự nhiên mình tự tin mình có một cái tự tin kỳ cục chứ không phải là em chủ quan đâu nha.
Không phải là em chủ quan mà tự nhiên ở trong lòng của em nó có một cái sự tự tin như vậy, mà không biết một cái động lực nào mà tự tin như vậy á. Nói chung là mình rất là khó diễn tả. Thì mình thấy thành phố của mình nó phục hồi trở lại á, tự nhiên mình cảm thấy mình phấn khởi lắm, mình phấn khởi lắm Bắc Cầm với mấy anh chị em này. Dạ, ý của em là như vậy. Với lại cho em trích lược sơ tí xíu, hồi nãy em có nghe một cái diễn đàn, một cái người trong nước anh nói một cái câu như này này, mình em cũng rất là buồn cười, nhưng mà thôi cho em, nên em phản đam tí xíu cái chỗ đem dẫn chứng tí xíu ra coi nè. Anh nói là Bắc Cầm ở bên Mỹ, dưới lại hồi nãy là Bắc Phượng là cũng ở bên Mỹ luôn, thì mình phải công nhận cái thực tế là thằng Mỹ nó đứng nhất thế giới về, nói về kinh tế và nói về vấn đề mình gọi là sự giàu có đi, là hầu như thằng Mỹ là đứng nhất thế giới. Mà nói chung là thằng Mỹ á, nó hơn Việt Nam, nó hơn Việt Nam rất là nhiều mặt, nhưng nó thua Việt Nam ở cái chỗ là cái lòng nhân đạo, nhân văn văn của tình người đó Bắc Cầm, Đúng rồi. cái tình người đó. Dạ thì theo theo như em nhìn như thế này này Bắc Cầm này, ví dụ như những người dân bên Mỹ đi, người ta có một cái gì đi thì người ta có đợi ông chính phủ ổng lo, nhưng khi mà bên Việt Nam người ta bị gì đó thì người ta không đợi chính phủ lo, mà tự nhiên người ta tương thân tương ái với nhau trước cái đã. Cái điều theo đó theo chính như xác. Cái điều đó dạ chính xác. cái này mình phải công nhận là điều này là có. Việt Nam mình người ta tự tương thân tương ái trước cái đã rồi hãy chính phủ sau, còn bên Mỹ là người ta dựa dẫm hoàn toàn vô ông chính phủ về vấn đề này. Cũng chính xác Nên luôn. á, dạ nên cái này mình phải công nhận là thực tế là điều này là có, chứ mình không thể giấu được, nhưng Bắc Cầm mình cũng không thể che đậy được về cái vấn đề này. Nhưng mà có một 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 người anh, người ta nói một cái câu như thế này mà em nghĩ em buồn cười, mà em kêu mình không biết trả lời làm sao câu này nè. Tụi bay nghĩ Mỹ là cái gì, Mỹ thua Việt Nam xa, mình đừng có bao giờ mình nói những cái điều đó, nó gọi mình gọi là che giấu sự thật đó bác. Không Đúng thể rồi. nào mà thằng Mỹ nó thua thằng Việt Nam hoàn toàn, thậm chí mà thằng Mỹ nó có thể hơn cả thằng Úc và thằng Canada luôn, chứ không thể nào nó thua được. Chứ mình không có tính Việt Nam mình cái này là anh em mình Cái lên trên nào không gian đúng mạng. rồi, cái nào nói đúng thì đúng, cái nào nói sai thì sai, Dạ chứ không có quơ được cả nắm đâu đâu. Tại vì tụi nó chọc tao, nó chọc anh là cho nên vì chỗ đó anh nhiều lúc mà anh nói, mà anh mới kiếm những câu nói nào anh nói mà nó không có thể nào trả lời được thì anh mới nói, đúng không? Đồng ý cái câu nói nó bắt chước anh trong một nhưng có cái điều nào Dạ đúng là đúng, có nghĩa là như vậy. Mỹ hiện giờ là Mỹ từ xưa tới giờ, chứ không phải là hiện giờ, từ xưa tới bây giờ đó hầu như là số một thế giới, cái điều đó ai cũng biết cả, chứ không phải riêng về Dạ điều đó. Thì ở mình trong không cái thể vấn lấp đề liếm được đúng không không thể bác? lấp liếm được, Dạ đừng có nói xạo. Có đúng những đúng cái, có những cái mà bất cập thì ok mình bổ sẻ những cái chuyện bất cập ra thôi, chứ còn một điều mà nói mà nếu mà Mỹ mà nghèo hơn Việt Nam thì cái chuyện đó vô lý, không có đúng, làm gì có cái chuyện đó. làm gì có Dạ cái chuyện thua thua đó. cho nghèo thua Đấy mình vậy. kiểu như Không nói làm một gì cách mình dùng cái từ là mình gọi là nịnh nịnh nịnh, gọi là quá mình nói đáng chung kìa mình tả mà, lắm. Dạ dạ nó có kiểu tính cách là coi như là mình đi hơi có kiểu như là rất là sao ta, có nghĩa là mình định mà mình định hơi quá đáng á, dạ lúc mà dạ bỡ đó lúc đó hơi quá gọi là thì hơi thôi lố, hơi bị hơi lố lố đó, lố lố kiểu lố, đúng lố rồi lố lố. ở đây nè bác nè. Mình phải công nhận là cái mình phải gọi dùng cái từ là nền kinh tế và cái sự giàu có thằng Mỹ, điều này cả thế giới đều phải công Đều nhận. Nhưng biết. Đâu phải ý của mình ghét ở đây, mình ghét là những cái thằng, xin lỗi em, xin lỗi Việt Kiều nha, em không có nói chung, em gom chung đâu, những cái đứa mà chống cộng bên Mỹ nó xuyên tạc, nên mình ghét những cái thành phần đó thôi, chứ không phải là mình ghét thằng Mỹ. Cái này mình phải công nhận điều này nha Đúng rồi. nha Bắc Tầm Đúng rồi. đó. Dạ thì ý Thì mình chính xác là em mới nói đúng, chứ có gì đâu sai. Từ dạ xưa giờ em phải hiểu là ở đất nước Mỹ tất cả những cái vấn đề mà tinh hoa, nó chỉ tinh hoa hoặc cái tinh hoa gì, những cái vật phẩm mình nói là nó những cái mà những cái khoa học kỹ thuật thì thằng Mỹ từ xưa giờ nó cũng đã chiếm lãnh trên toàn cầu rồi, mình không cần nói nữa. dạ Mình chỉ thì cái điều đó là điều xác nhận thôi, từ những cái mạng rồi những cái phi, nói chung là tất tần tật nói thẳng là vậy. Thì nước Mỹ là một đất nước là đa chủng tộc, cho nên vì chỗ đó cho nên ra tất cả mọi người đều chung tay và gây dựng nước Mỹ cho đến lớn mạnh tới bây giờ. dạ Nói một cách nôm na dễ hiểu, thì khi anh tới một cái đất nước nào xa lạ thì anh sẽ cố gắng hết mình, nhưng mà nó ngộ là ngộ
khi chúng ta ở trong nước mình thì lại chúng ta có cái bệnh mắc cái bệnh là ỷ lại, em hiểu không? Nhưng mà nếu chúng Dạ. ta qua mình nước lạ, ví dụ như em đi em qua Lào để em dùng qua dùng lại thấy nó tiếng Lào không, mà trong khi đó mình sinh sống, thì lúc đó cái đầu của em mới nghĩ là một cái phương án là em phải làm sao để em sinh tồn. Chính vì cái chỗ mỗi người đều sinh muốn sinh tồn vậy thì nó phát sinh ra những cái mà điều hay, ví dụ như vậy Phải bắt buộc lao động, phải phải bắt bắt buộc buộc lao lao động, động. đúng, Dạ. bắt buộc thì tự động tất cả mọi người ai cũng đều vậy cả. Thằng Romani hoặc là thằng Pháp mà thằng Anh nó qua nước Mỹ thì nó dồn qua dồn lại, tôi cũng thấy luôn, tất cả mọi người đều vậy, và nó cũng không biết làm sao hết thì nó cũng phải tự tạo ra. Chính vì đó nó mới xuất phát là những cái điều mà những cái sáng kiến này, những cái vấn đề khoa học kỹ thuật này, những cái nó thì cái điều đó là cái điều mình xác nhận đúng, ông là sai. Chính ngay thời điểm này nước Mỹ vẫn là vĩ đại, anh không nói. Nhưng ở đâu đó ở những người mà có một cái đầu óc kêu bằng độc tài độc đoán rồi thiện kiến, rồi ghét bỏ Việt Nam, thù ghét Việt Nam, thì những cái thành phần đó lại lại khác nữa. Có người, Dạ anh đã dạ từ rõ ràng chứ, nó không có mình không gom chung một người thằng Việt Nam thì không làm sao bì với thằng Mỹ trắng cả, bởi vì nó có một cái luật bên này, nó bên này rõ ràng em thấy rõ ràng không, nó có một cái đám người nó gọi là thượng tôn da trắng, có nghĩa là thằng da trắng là mày tên hết, còn thằng da đen da bò nó kêu là đồ nó thằng vẫn da phân xanh, biệt chủng tộc, nó vẫn phải nó chủng vẫn tộc, phân biệt, dạ đúng vẫn phân biệt chủng tộc màu da. rồi. Dạ Chính vì cái thì chỗ rồi em nói đi. dạ thì không, ý ý của em á là em muốn lên đây, ví dụ như cái nào mình một một mì là mình lên đây, tuy rằng mình nói mình chống luận điệu xuyên tạc nhưng mình phải xác nhận thực tế. Vậy em tổng chào cả nhà mình nha, em chào chị Hằng nha. Mình phải xác nhận thực tế, nhưng ở đâu đó trên đất nước Mỹ hoặc những có một số thành phần nhỏ lẻ Việt kiều Mỹ, người ta quay về người ta chống phá Việt Nam mà người ta đi ca ngợi thằng Mỹ một cách quá đáng thì bắt buộc mình phải lên tiếng thôi. Nhưng cái mình Đúng phải rồi. xác nhận thực tế là cái kinh tế của thằng Mỹ và cái giao thông của thằng Mỹ mình phải xác nhận là nó đứng nhất. Đúng rồi. Những cái này mình phải công nhận chứ đừng có phủ nhận, gọi là ô trời ơi thằng Mỹ thua Việt Nam. Những người đó nói là Không, hoàn toàn cái đúng, đó mình thấy nói nó là rất cái là đó lố không bịch. quá đáng, nó có Dạ vẻ lố bịch. lố bịch, đúng rồi. Dạ lố Dùng bịch. từ chính Không, cái xác. này là không phải là người ta gọi là chế giễu hay là người ta khịa đâu, không phải đâu mấy anh chị em. Đây là cái lời nói của cái người này, lời nói thật, nhưng mà cái thật của anh là thật, ảnh đang lố bịch chứ không phải kiểu là quá đáng. Ảnh hơi đi 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 quá xa, đã có là vậy đi. Nên mình cũng muốn lên lên đây mình nói, ví dụ như những cái thành phần mà người ta ở bên Mỹ mà người ta xuyên tạc về đất nước Việt Nam, mình cần phải lên án, nhưng mình đừng có phủ nhận là thằng Việt Nam bằng thằng Mỹ hoặc hơn thằng Mỹ. Những người mình, nếu mà ai đó có những cái ý nghĩ đó thì mình yêu cầu những người đó mình hãy chấp nhận sự thật. Ý của em là vậy. Em nói chính xác. Dạ. À, nói như vậy thì đúng rồi, có nghĩa là vì vì cái chỗ mà mình nói sao ta, mình có nghĩa là vì yêu thương Việt Nam quá đáng hay là định bợ Việt Nam quá đáng, thì họ có những cái mà thái quá, mình nói từ kêu em để Dạ mày dạ. thì người đó là coi như là không có thật, mình nói thẳng là vậy. Mấy người nói Dạ. vậy là nó láo xạo, bởi vì khi cái tư tưởng láo xạo thì anh không thích, có nghĩa là vậy, có nghĩa là anh phải nói cho thật. Từ xưa tới Dạ. giờ anh lên trên mạng anh nói là tao không chê bai nước Mỹ, bởi vì tao sống ở nước Mỹ và ở nước Mỹ rất có nhiều những cái điều rất là tốt và cũng có nhiều điều rất là sai, thì vì đó mình chỉ khai thác là trừ trường hợp khi nào mày xỉa xói mày châm chọc đất nước tao thì tao mới đem ra tao nói thôi. Chẳng hạn như ở đất nước nào, ở một cái xã hội nào nó cũng có cái mặt trái cả, Đúng chứ anh. không có không không có đất nước nào mà xấu. Nhưng mà mày thấy ở Việt Nam mình có những cái rất ư là buồn cười mà mày đem mày xỉa xói mày điện kia mày tàn độc mày, thì tao bực quá là tao mới là lên nói thôi, chứ thực chất tao không dám đụng tới nước Mỹ, bởi vì nước Mỹ hầu như là đa chủng tộc và hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, hình như là hầu như nó là cũng là số một giới, ai kể cả thế giới đất nước nào cũng có kiêng nể và kiêng dè nó, chứ đâu có đơn giản gì đâu. Mình nói vậy Đúng đúng anh. mình nói là mình nói Dạ. xạo, mình nói không đúng. Tao chỉ bực mình là những người nào mà chống lại đất nước Việt Nam của tao mà thôi. Nó thẳng rõ ràng Dạ. như vậy. Chứ còn cái chuyện Dạ. mà làm sao mà đất nước Việt Nam mà giàu có hơn thằng Mỹ được, cái chuyện Thì vô bởi lý. vậy Khó. mình nghe nói rất là vô lý nên mình kêu mình cãi cũng không được, mà mình đúng là của cái chuyện đơn giản là mình đi mở diễn đàn mình nói cũng không đúng. Nên khi mà mình nói bây giờ mình em xin mượn cái nhà bác em Ê, nói tí khoan xíu về vấn nha. đề này nhé. Đụ má mày Kiên Giang nha. Đụ tao chưa có môi màu muốn hòa hợp bốc họng mày lên nha. Mày liệu hồn mày đó nha. Mày Em mua ngon muốn tí xíu về vấn đề này nữa này bác nè. Còn mình nói về vấn đề 15 con chó.
Em thấy 15 con chó nó quá đơn giản, không có gì mà để mà cào gào khóc cái vụ án 15 con chó. Mà em thấy ôi trời ơi, nó kêu, nó gào, nó khóc. Mà hầu như những cái đứa này, đây là bây giờ mình nói bên Mỹ nè, những cái đứa mà ở bên Mỹ á, những cái thằng mà gọi là một thành phần nhỏ lẻ xuyên tạc bên Mỹ á, nó khóc cây xanh, nó khóc con cá, rồi bây giờ nó khóc con chó. Khóc biển nữa, nó khóc đủ thứ mà. Nó khóc bô xích Tây Nguyên, rồi nó Trời khóc thuộc Formosa, đúng rồi bây giờ nó khóc 15 con chó, rồi, nên nó có nhiều cái đục cười lắm, nó có nó nhiều cái mệt mình luôn. buồn cười, nên bắt buộc mình phải lên tiếng. Ở đây là mình lên tiếng, mình mới nói những cái thành phần đó thôi, chứ mình hoàn toàn mình không hề chê thằng Mỹ. Mình nên em lên em nói rất là nhiều lần, tôi lên tôi chỉ nói những thành phần đang ở bên Mỹ mà xuyên tạc về đất nước, hoặc thổi phồng một cái câu chuyện nào đó, thổi phồng lên thôi, để mà vẽ vời câu chuyện cho nó nặng nề thôi. Chứ ở đây tôi không bao giờ tôi lên tôi đem thằng Mỹ và thằng Việt Nam ra tôi so sánh là Việt Nam ta hơn thằng Mỹ, hoàn toàn không có. Em chỉ xác nhận là Việt Nam hơn thằng Mỹ về cái tinh thần tương thân tương ái và hỗ trợ lẫn nhau, về cái tình Rồi, làng nghĩa xóm là chính nó xác. hơn thằng Mỹ. Có Dạ nghĩa là em cũng ý ý anh muốn nói về điều này một cách đơn giản nhỏ nhặn, nhưng mà tất cả mọi người ở Mỹ này không có riêng mình anh đâu. Có nghĩa là ở Việt Nam khi em hết gạo, em có thể qua nhà hàng sớm, ê cho tao mượn mấy con gạo thì tối mai trả, là thấy người ta sẵn sàng, hoặc là không có năm bảy bữa, dạ hoặc không quan trọng. Ở Mỹ này không bao giờ có cái chuyện đó. Cái đó nói lên điều gì? Cái đó là ở đây, là ở lân cận, ở hàng xóm láng giềng với nhau, họ cũng không bao giờ họ thương nhau. Có nghĩa là mạnh ai nấy sống, ồn dạ ai nấy giữ. À, mày cơm khôn ai thì nấy sống, ăn. khôn thì sống, bóng thì chết. Họ không bao giờ Dạ có cái chuyện mà tung ra. Ngược lại ở người dân Việt Nam, họ có tính cách tình làng nghĩa xóm rất lại, bởi vì ở Mỹ nó thua Việt Nam ở những cái chỗ đó. Bởi vì sao? Nó là dạ đa chủng tộc, nó không phải dính đúng, nó không có nguồn gốc, nó nó không không hề có dính cái, líu. nó không hề dính líu, nó không có cội nguồn. Còn Dạ Việt Nam mình thì khác đó, nói vậy cho em hiểu. dạ em biết rồi, thì ý em lên em chỉ mượn cái nhà bác em nói tí xíu đấy thôi. Ví dụ như anh em, các anh em bên mình, anh em mình ví dụ có lên mà nói về vấn đề gì thì mình nói, chứ còn đừng mình chứ đừng có lên mình nói một cách là hơi bị lố bịch là thằng Mỹ không bằng Việt Nam, hay là Việt Nam tao hơn thằng Mỹ. Mình nếu mà anh em nào có những cái ý nghĩ đấy thì mình cũng xin mình kiềm chế bớt lại. Đúng Đây là những rồi, cái vấn đề mình góp ý chuyện đó, thật tình thôi. chuyện đơn giản mà hỏi thằng Mỹ nó có bom nguyên tử mà, nó có kho vũ khí Dạ hạt nhân mà, trong khi đó Việt Nam có con mẹ gì đâu, không có gì, thì đó. chỉ có tình con người thôi, thì nói vậy Dạ cho nó hiểu thôi. Mỗi nước mỗi xa, làm gì chuyện toàn là chuyện đó là bốc phét, nó xạo. Mình chỉ ghét là những người nào mình đã sống ở một nước văn minh thì mình phải chấp nhận sự thật, mà sự thật lúc nào cũng phải quý cả. Cái là anh nói sự thật đi chứ anh có đi. Mình chỉ tôn trọng là có một cái tâm niệm, anh có một cái tâm niệm rất ư là bình thường thôi, rất ư là bình thường mà rất là Việt Nam, bởi vì anh đã từng sống trong chiến tranh Việt Nam, và khi Việt Nam mình thoát cái đoạn chiến tranh là chỉ bao nhiêu là đủ anh rồi. Có nghĩa là từ nay và người Việt Nam không còn chết nữa và không nghe tiếng súng nữa, là cái niềm vui, là cái niềm vui vô hạn, và mình chỉ nên người cố ta thấy gắng cái mà hòa bình người ta quý. quý, mà là không Dạ bao giờ xảy ra cái chuyện đó nữa, chỉ có bao nhiêu thôi. Và dạ tất cả mọi người đều mà châm chọc Việt Nam để mà khơi dậy cái ngòi lửa chiến tranh là anh bực anh chửi thôi, chứ thật chắc anh đâu có biết con mẹ gì đâu, anh hiểu không? Trong khi dạ đó thấy các nước lân bang, là thí dụ như là ở Syria, là Libya, là Iraq, là Afghanistan, nói chung nhiều 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 nhiều, hiện giờ họ đói khổ rất là thảm thương, và nhiều anh chỉ bao nhiêu. Và ngay lúc này, ngay đất nước Việt Nam mình đang yên bình hạnh phúc, mình quý cái điều đó, và Dạ ta mới nói là cái điều là ở đất nước Việt Nam hơn hẳn các đất nước mà đang bị chiến tranh, bởi chiến tranh là thảm khốc, chiến tranh là tang thương, chiến tranh là đau khổ, mà không phải không bị. Việt Nam mình bị hàng cả trăm năm rồi dạ mà đúng chỉ rồi mới đó. thoát Việt Nam, chính vì cho mình mới yêu quý đất nước mình thôi. Và ta chỉ yêu cầu đừng để đất nước ta lâm vào cảnh đó nữa, thế thôi, đơn giản chỉ như thôi. Còn nói chuyện giàu có thì đất nước Việt Nam khiêm nhường, chẳng có giàu có hơn ai cả, đừng nói xạo. Không bác ngày này bác nè, cũng giàu nhưng mà người ta giàu trong cái khả năng của người ta, chứ người ta Ủa? không thể giàu hơn thằng Mỹ được. Mình phải cũng công nhận là Việt Nam có giàu, nhưng người ta giàu trong cái khả năng của người ta, và người ta giàu trong những cái năm tháng của người ta, trong cái thời điểm đi lên, người ta đi lên vượt bậc đó bác, thì Đúng mình phải rồi, công nhận điều đó là có. Dạ là có ý nghĩa của em là vậy. đi đi Dạ chậm mà chắc, đi chậm mà chắc,
thế thôi. Dạ. Còn cái chuyện mà đừng có nổ, kiểu đừng có nổ mà thấu trời xanh, thôi để có mình tao nổ thôi, tao tao nổ tao bứt Đó. tóc tao nổ chứ còn đừng, chính phủ nhà nước mình không có nổ, chỉ có mình tao nổ Dạ. thôi. Nói thẳng tôi chọc tới cái miệng tao là tao nổ thôi, giờ tao nói Mình đó y chang, dạ. tao nói thẳng tụi bay là tao nói tụi bay khỏi trả lời được, được khỏi, thẳng là vậy đó, Dạ, mình thì mình ghét mấy đứa nó lên ghét đây đó, Dũng chính vì xuyên chỗ tạc về Mỹ, đó, ghét nó xuyên tạc đúng về Việt đúng Nam, mình đúng ghét chính xác, nuôi Bắc luôn. bởi chứ còn thực chất là thì Việt Mình Nam chê là mình mình không có bị chê. chê, xin được Dạ. chê đường xá nhà cửa cầu cống Giao vệ thông tinh đồ của nó, giao thông dạ. của nó đương nhiên mà đây, bởi vì nó là một mảnh đất đất rộng người thưa, còn người Việt Nam mình Dạ. ngược lại, độ đất thì chật người thì đông. Người thì đông. Mẹ mà thấy rõ ràng là làm gì Mỹ ơi, có cái vụ mà mỗi lần mà kẹt xe mà chen tới chen gì đủ, có nhiều thằng dắt cái xe đạp lên trời nè đi ra qua Mỹ, làm Dạ. gì có cái chuyện đó. Bởi vậy nên Trời em cũng, ơi. dạ, em lên chia sẻ vậy đó bác Cầm Rồi, với cảm ơn anh em Nhàn rất là Mình. Em nhiều. chào anh và cả Rồi, nhà. Dạ. ok.